Một vụ cháy thương tâm xảy ra ở phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức. Khi lực lượng chức năng đến nơi, phát hiện 6 người trong gia đình tử vong, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ cùng ngày tại khu phố 3, phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, một căn nhà bốc cháy, người dân hô hoán báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đến dập lửa thì phát hiện 6 người đã tử vong. Chủ nhà tên Tâm bị thương nặng. Các nạn nhân còn lại gồm vợ, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội của ông Tâm tử vong. Các lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường để điều tra. Đến 6 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng thành phố Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Hiện trường bị phong tỏa nghiêm ngặt. Người dân tại khu vực cho biết ngôi nhà cháy là ngôi nhà cấp 4. Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân dùng các thiết bị chữa cháy tiếp cận, gọi cửa nhưng bất thành. Đám cháy được dập tắt khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường. Tuy nhiên, 6 người đã tử vong. Liên quan đến vụ cháy, bác sĩ Trần Văn Khanh, giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Thịnh, bệnh viện quận Hai Cũ cho biết, khoảng 1 giờ 30 sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo điều động xe cứu thương xuống hiện trường để hỗ trợ sơ cấp cứu cho các nạn nhân. Tuy nhiên, thời điểm này xác định đã có 6 người tử vong. Một người khác tên Tâm, sinh năm 1967 cùng gia đình ngủ ở phía ngoài, may mắn sống sót được chuyển bệnh viện cấp cứu. 6 người tử vong đã được chuyển lên nhà tang lễ An Bình, quận 5. Bệnh nhân tên Tâm bị phỏng độ 2, hiện tương đối hoảng loạn, đang được các bác sĩ nỗ lực điều trị và hỗ trợ tinh thần. Bác sĩ Khanh nói, ông Võ Văn Lễ, 66 tuổi, cậu của gia đình nạn nhân Tâm cho biết, anh Tâm làm nghề thợ điện, sinh sống ở đây từ đó đến giờ, nhà nó 6 người chết cả rồi, có mỗi thằng Tâm sống sót, đang điều trị ở bệnh viện, đứa cháu nội trai mới có 2 tháng tuổi, cháu ngoại gái thì được 6 tuổi, chết thảm quá, không ngờ lại xảy ra như vậy. Đứng trước con hẻm xảy ra vụ cháy, anh Tú, hàng xóm nạn nhân cho biết, lửa bùng lên khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, nghe tiếng hô hoán, anh chạy ra xem thì thấy cháy trong nhà, khóa cửa. Lúc đó, ông Tâm ở ngoài cũng nỗ lực để chữa cháy nhưng không thành, bất lực nhìn người thân kêu cứu bên trong. Ban đầu anh cứ nghĩ người không sao, ai ngờ chết tới 6 người, nhà 7 người mà chết 6, có mỗi ông Tâm ở ngoài nên sống sót thôi. Tội nhất có 2 đứa nhỏ, một đứa khoảng 6 tuổi, đứa còn lại có 2 tháng. Anh Tú chia sẻ. Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã có mặt để chỉ đạo điều tra vụ việc. Ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cát Lái cho biết, đây là hộ khó của phường, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đang họp để có phương án hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.